chào tất cả anh em yêu mến cây me vàng. Thì hôm nay cây cảnh đặc biệt tiếp tục chia sẻ cho bà con vấn đề là phân thuốc vừa đủ để chăm sóc cây mai từ cái tháng 1 cho đến cái tháng 12 âm lịch. Quá trình phát triển và sinh trưởng của cây mai từ tháng 1 cho đến tháng 12 âm lịch thì đối với những cái cây mai nuôi chậu á, là mình sử dụng cái giá thể là xơ dừa cháu sống là chính, và sau đó mình bổ sung thêm một ít đất cát và cái vỏ đậu phộng hoặc là những cái than đá mà đã được nấu chín á, thì đa phần cái hỗn hợp này nó giúp cho cây mai là nó giữ cái độ ẩm khi mình tưới nước. Còn lại là phân thuốc ấy, là buộc mình phải bón bổ sung định kỳ cho cây mai, nhất là phân. Tại vì có phân thì cây mai nó mới tốt, mà khi nó tốt thì nó mới có cái sức đề kháng chống lại các loại bệnh mà xâm nhập vào. Nó khác với những cái cây mai mà anh em nuôi ở dưới đất, bởi vì ở trong đất là thường thường là nó có đầy đủ các cái dinh dưỡng là NPK rồi các cái nguyên tố trung lượng vi lượng, thì tuy không nhiều nhưng mà nó cũng có để cho cây mai nó ăn. Vì thế là anh em thấy là những cây mai nuôi trồng ở ngoài đất á, thường thường nó ít bệnh, và tuy là nó không tốt bởi vì không có cái chế độ chăm sóc cho nó như những cái cây mai nuôi chậu. Thì ở đây anh em cần lưu ý những như thế này. Cái thứ nhất là sau khi mà cắt xả tàn á, thì anh em phải có cái thuốc là kích rễ. Thì mình có ra một cái clip là phân biệt cái thuốc kích rễ và cái thuốc dưỡng rễ khi nào dùng, thì anh em có thể tìm cái clip đó để mình tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Thì ở đây mình chỉ nói là vấn đề là thuốc kích rễ thì anh em có thể sử dụng thằng Atonit. Thì cái chai thuốc này là cái chu kỳ sử dụng là 5 đến 7 ngày, mình phun thân tưới gốc một lần, và cái liều lượng của cái chai thuốc này á là 16 lít nước, là anh em pha là 10cc, nhớ nha. Và khi mình tưới á, là mình tưới vào buổi chiều là 18 giờ hả? 16 giờ cho đến 18 giờ. Cái loại thứ hai á, là cái thằng rốt 2 này. Cái rốt 2 này á, là anh em sử dụng cũng rất là tốt. Thì anh em pha 16 lít nước, mình pha cho 16cc. Thì cái thằng rốt 2 này nó có thêm một cái công dụng rất là hay, là đối với những anh em nào mà sử dụng cái nguồn nước giếng á, thì mình có thể là mình pha cái thuốc này nè, mình lấy khoảng chừng 10cc thôi, mình pha cho 100 lít nước, quậy đều. Để trong cái này nó có các cái axit amin, rồi axit hubit, thì nó sẽ làm cho cái nước của mình nó lọc cái mấy cái chất tổ của phèn ra, rồi mình tưới cho cây mai rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Thì hai cái loại này là anh em nhớ là mình không nên là sử dụng là quá nhiều và thời gian là quá ngắn. Cứ đúng 5-7 ngày rồi mình sẽ phun thân rồi tưới gốc một lần. Thì khi cây mai nó bắt đầu nó ra cái chồi lá là mình ngưng sử dụng, không sử dụng nữa. Nếu mà sử dụng nha là nó sẽ làm cho cái nhánh lá mai của mình nó bị vượt, và cái mắt lá nó thừa cái nhánh rất là dài, và sau này mình phải bấm lại nữa rất là cực. Thì tới đó mình ngưng, mình không sử dụng nữa. Thì thời điểm này anh em có thể là sử dụng cái thằng N3M, nó là những cái loại thuốc mà dưỡng rễ á, nó có tăng cái tỷ lệ NPK lên, nhưng mà cái tỷ lệ mà kích rễ của nó là ít hơn trong cái loại này đó, nên là mình sử dụng được. Thì khi mà cái thứ hai là khi mà cây mai nó ra cái chồi lá nhỏ, thì mình sẽ nghĩ đến cái vấn đề là phun thuốc ngừa cái bọ chỉ. Mà cái con bọ chỉ là một cái con mà luôn luôn là anh em chơi mai vàng đều phải gặp nó và phải xử lý nó mà rất là khó chịu. Và ở đây mình sẽ đưa ra cái công thức là bọ chỉ là anh em nên là phun ngừa
2 ngày anh em phun một lần. Thì nếu anh em nào bận quá thì dữ lắm là 3 ngày phải phun. Và khi phun bổ chỉ là em nhớ là phun buổi sáng là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng là rất là tốt hơn cái buổi chiều. Và đặc biệt là những cái cây mai mình phun là phải được che nắng, giảm nắng, dùng che lưới hay là để dưới bóng râm. Thì trong cái giai đoạn này là cái thời tiết rất là nắng, nên tốt nhất là cái cây mai mà được che nắng là rất là ok. Rồi khi mình phun thuốc như vậy mình cũng không có bị ảnh hưởng. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái thuốc sinh học là chim sẻ Ấn Độ. Thì cái chai này 16 lít nước là pha 10cc để mình phun, hoặc là có thể giảm là chút xíu. Ở đây nó để là từ 8 đến 12 nè, trên mình 16 lít thì mình lấy mình pha khoảng 8cc thôi. Phun ngừa thì nó không cần phải, nó không cần nặng đâu. Nói chung chỉ cần nó có cái mùi thuốc là bọ chỉ nó sẽ đi. Và cái loại thứ hai là nặng hơn, là cái thằng Confido này. Thì cái Confido này á là 16 lít nước em pha là 10cc. Thì cái chu kỳ của nó là cũng vậy, cũng phun 2 ngày mình phun lần ha. Và buổi chiều nếu mà anh em nào buổi sáng mà bận thì mình phun buổi chiều. Buổi chiều thì từ 16 giờ đến 18 giờ mình phun. Còn phun tối quá nha, phun tối quá là con mà không khó chịu được cái con bò chỉ. Rồi á là cái thằng Confido này nó cũng có thêm một cái công dụng, đó là nó chịu được cái con điệp sáp á, là những cái con mà anh em thấy để ý trên cái nhánh mà nó trắng mà bu nó bám lên, nó khi em bóp nó có máu á đó. Đó mà khi em không chạy á, để nó hút cái nhựa của cái nhánh đó rồi nó sẽ làm cho cái lá xung quanh đó là nó không, nó thiếu chất, là cái lá nhìn nó sẽ thiếu chất rồi nó vàng rồi nó nhìn nó suy, nó bỏ ai đó. Rồi đồng thời á là khi mà cây mai mình nó đầu nó ra cái đợt lá mà mình phun cái bọ chỉ đợt đầu, rồi cái đợt hai mình sẽ phun ngừa cái thuốc sâu liền. Trong cái hai cái loại này nó cũng có ngừa sâu nhưng mà cái tỷ lệ thành của thuốc sâu nó nhẹ. Thì cái đợt thứ hai á em pha cái thằng Regen này nè. Thì cái Regen này á 16 lít nước là mình pha là 20cc, là 20c này là pha là vừa đủ chất sâu luôn á, là cái không cần phải ngừa. Phút sau mình cứ pha tiếp, chu kỳ của nó là 4 đến 5 ngày mình phun một lần. Có nghĩa là bỏ chảy là em phun xong rồi tới đợt thứ hai là em phun cái này, đợt thứ ba em quay lại em phun cái này, rồi đợt thứ tư em phun lại cái này đó. Thì khi nào mà cái lá mà nó hết lá mạ rồi lần sau nó không ăn nữa thì mình phun cái đó, tới đó thì nó em ngưng lại ha. Thì cái thằng Regen này á là nó chuyên về các loại sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu ăn lá và những cái con bộ xích, mấy con mà nó hay bu nó chích vào mấy cái đọt non á. Thì ví dụ như cái vườn cây không, cái vườn cây của mình nó là nhiều loại cây nên là ví dụ nhất là lộc vừng, là con mấy con bộ xích nó rất là thích, thì có khi nó sẽ bay qua nó quất luôn mấy cái mai của mình đó. Thì nó ong đồ này nọ là xử lý hết, kiến mối luôn đi hết. Rồi thứ ba là khi cái mai của mình nó ra cái bộ lá mà gọi là lá bự lá mạ rồi đó, bắt đầu phải chuẩn bị chuyển sang cái lá già, là mình phải là phun ngừa cái bệnh mà gọi là bệnh trái lá rồi bệnh bị sắt tháng tư rồi á. Thì ở đây giới thiệu cho anh em là phải có cái hàng Acacon này. Thì trong cái thành phần của mình nó có rất là nhiều cái kẽm trọng. Và cái này á, thì mình cũng pha vào phun vào buổi chiều trên lá ha, buổi chiều là từ khoảng 14, 16 giờ cho đến 18 giờ. Thì pha là cái gói này á, là 100g, pha cái liều lượng là 16 lít nước là pha khoảng 30g, là 1/3 cái gói này. Và sau khi phun rồi á, là sáng ngày mai á, là mình phải phun cái nước mình xả lại cái bộ lá, phun lại bộ lá để tránh trường hợp là trái lá ha. Thì lưu ý rồi khi lá của cây mai mà nó già đó, và đặc biệt là cái thời điểm mà tháng 3 âm lịch trở đi, thì mình phải phun ngừa các cái loại bệnh nấm ở trên da, trên nhánh và trên lá cây mai. Đó là những cái bệnh như là nấm hồng, phấn trắng, những cái đốm đen, rồi bị sắt tháng thư rồi đó. Thì tổng hợp lại thì mình sử dụng cái thằng châm bông này. Thì cái châm bông này á, cái gối này á,
là nó 100g. Thì khi pha là mình phun á, thì cái này mình cũng phun vào buổi chiều từ 16 giờ cho đến 18 giờ ha. Thì cái chu kỳ phun của thằng này á, là một tháng mình phun một lần để mình bảo vệ. Thì anh em lưu ý á, là cái tỷ lệ pha của cái thuốc này á, là 16 lít nước pha nửa gói là 50g. Thì nếu một cái gói như vậy là mình pha là 2 thùng B, thì em pha 2 thùng B nước em đổ vô cái lu, rồi em pha một cái gói này vô mình phun, mình tưới toàn bộ cái vườn. Rồi nếu mà trong cái quá trình mà cây mai của mình á mà phát hiện cái bệnh mà nấm hồng xuất hiện, thì mình sử dụng cái thằng hoặc xeo này. Thằng này là nó chuyên trị, là để trị bệnh nấm hồng, mà nó là xịt lên nó rất là nóng. Nếu mình xịt mà nhiều quá là có thể là ảnh hưởng đến lá của cây mai luôn. À, thì ngày cũng xịt buổi chiều ha, 16 giờ cho đến 18 giờ. Và cái liều lượng của nó là cái gói này á là nó 50g, là pha 50 lít nước. Thì bây giờ cứ là 16 lít nước là pha 16g. Thì cái gói này mình pha 3 thùng B. Đó, 3 thùng B là 60 lít, lưng chút xíu. Thì đổ vô cái lu rồi mình pha nguyên cái gói này mình phun. À, cái này là để trị. Trị rất là hiệu quả. Thì ngoài cái này thì anh em có thể sử dụng thằng tóc 85 cũng được. Thì nói chung là mình mua thuốc trong năm thì mình có lọc cái loại nào mình mua một loại thôi mình xài. Rồi sau khi mà cái cây mai của mình là cái bộ lá đã định hình rồi, ok rồi, thì cái trong cái giai đoạn này là anh em mua một cái chai thuốc hoặc là những cái gói thuốc nào mà có chung vi lượng để mình phun định kỳ, một tháng mình phun một lần đến hai lần để bảo vệ cái lá, bộ lá của cây mai mình cho nó đẹp. Thì ở đây mình giới thiệu là cho anh em bà con là cái này ha, thứ tư là cái này là cái thằng cái chai vi lượng của Thái là Rotfer B1. Cái này là nó bổ sung là manhê nè, sắt nè, kẽm. Nè thấy không? Nè, manhê nè, sắt kẽm nè. Thì 16 lít nước em cứ pha cho anh 16cc phun trên lá ha. Cũng phun buổi chiều luôn nha. Tóm lại là tất cả thuốc ăn đều phun buổi chiều hết, chỉ có thằng bộ chỉ là phun buổi sáng tốt hơn buổi chiều thôi. Một cái thuốc sau là phun trễ chút xíu vẫn ok, thì sau buổi tối nó ăn. Thì cái chai này á, là mình sẽ giúp cho cái bộ lá của cái mai của mình nó dày, nó xanh và ít bị cháy lá và không có bị vàng lá. Thì cái chai này là chai 1 lít. Thì cái chai này trên mạng nó bán tầm giá từ 170 đến 190 ngàn. Thì nếu mình mua được cái chai này á, để dành mình sử dụng cho cả năm luôn, rất là ok. Và cái dạng gói như thế này, gói vi lượng nên như thế này nè, thì anh em ở ngoài thị trường nó bán rất là nhiều loại, anh em có thể tìm mua ha. Thì cái thằng này là mình bổ sung nó là boron nè, sắt nè, mangan nè, kẽm nè, đầy đủ. Thì mình pha mình xịt. Rồi thứ năm là đầu mùa mưa á, khi mà mưa nó xuất hiện á, thì anh em nghĩ đến cái vấn đề là rải thuốc hoặc là pha thuốc tưới cái bộ rễ của cây mai của mình để ngăn ngừa các cái loại bệnh về nấm vi khuẩn ở trong cái bầu phân của mình á, là để tránh cái bệnh là tiến trùng rễ. Mà khi mà tiến trùng rễ mà nó phát hiện á, là nó chui vào mấy cái rễ của mình á, là nó làm mấy cái cục bú á, nó xuất hiện, nó ngãn, làm cho ngăn cản cái quá trình mà hút nước, hút dinh dưỡng lên cây mai, để làm cho bộ lá của cây mai là không có phát triển mà làm cho nó suy luôn. Thì ở đây cái thuốc này thì hầu như là thằng Chico này á, là nó là thường một cái dạng là tạo một cái gọi là vi nấm vi sinh, nó rất là tốt cho cây trồng và nó chống lại những cái bệnh nấm vi sinh khác. Thì cái liều lượng pha ở đây á, thì ở đây á, nếu anh em á, là 10 lít nước là mình pha từ 5 đến 10 gram, pha nước quậy hòa tan rồi tưới luôn. Thì bây giờ cái cây mai của mình á, ví dụ như là cái chậu sáu là em pha em tưới khoảng chừng 1 lít nước là được, tưới vừa đủ, nghĩa là không cho nước thuốc nó chảy ra ngoài, cho nó ướt bầu thôi. Em pha em tưới thì cái chu kỳ này tầm khoảng 2 đến 3 tháng là mình có thể pha tưới một lần vào trong cái gốc để giúp cho bộ rễ của cây mai nó tốt.
Thì ở trong đây cái thành phần của thằng này á là nó gồm có là thằng mangan với thằng magie, thì nó cũng giúp cho cái bộ lá của cây mai của mình rất là đẹp, một trong hai chuyện luôn. Hoặc là anh em có thể tìm mua cái chai này ha, tiếng trùng hữu cơ, nó là cũng là dạng nước. Thằng này là dạng bột nha, thằng này dạng bột, còn này dạng nước. Thì cái chai này á, là mình cũng pha rồi mình tưới vô gốc luôn. Thì cái thằng này á, là nó là 16 lít nước á, là mình pha từ 10cc cho đến 12cc để mình pha mình tưới vô gốc. Thì tìm mua được cái loại nào thì mình sử dụng cái loại đó. Rồi cuối cùng là thứ sáu, nãy giờ mình chưa nói phân bón thì bây giờ mình nói phân bón. Thì khi mà cái cây mai của mình á, nó ra cái bộ lá đầu tiên mà bắt đầu lá già rồi anh em mới bắt đầu bón phân nha. Thì lúc đó là mình sẽ bón cái phân hữu cơ đầu tiên, là mình rải phân trước. Tại vì khi mình rải phân á, là cái phân nó hòa tan, nó thấm vào á, là từ từ 2 ngày trở đi rồi mới có tác dụng, 2 ngày đến 10 ngày cây bắt đầu mới hấp thu. Thì ở đây á, mình giới thiệu cho anh em là cái phân gà nén của Nhật. Cái thằng này á, là nó cái tỷ lệ đạm của nó cao hơn phân Hà Lan, và nó có thêm cái TE, nó bổ sung TE giúp cho cây mình phát triển cái bộ lá đẹp. Thì đầu tháng á, thì anh em bón cái này, rồi sau đó giữa tháng á, là anh em bón lót cái phân vô cơ. Thì ở đây á, mình thấy là ở ngoài thị trường cái thằng Better này nè, nó có 3 loại theo tương ứng với 3 cái giai đoạn. Thì cái này là 16, 12, 8, 11 lưu huỳnh và TE. Thì ở đây á, là nó có thêm cái thành phần lưu huỳnh rất là tốt, nó giúp cho lá của cây mai của mình nó to, nó không có nhỏ và nó không bị mẩm. Thì khi sử dụng cái phân vô cơ này, anh em lưu ý là mình phải là nắm được là cái cây mai trong cái giai đoạn này nó cần cái phân này. Và rải khi mình bón á, rải là mình phải nắm được cái liều lượng, rồi bón phải đúng cách, rồi xả nước như thế nào 2 đến 3 lần cho nó vừa đủ. Và thứ nhất là khi bón phân này không được bón dư, bón vừa đủ hoặc thiếu thôi đó, chứ không là sẽ để cho cây mai mình nó là nó bị phạm phân và nó sẽ bị trá lá rất là nguy hiểm. Thì qua cái giai đoạn mà từ tháng 7 đến tháng 9 á, thì nó có một cái loại khác là nó sẽ tăng cái thằng phốt pho lên và thằng đạm giảm xuống. Và ở đây có một cái điểm lưu ý thế này, đối với những cái cây mai mà có cái bộ tàn mà nó chuẩn rồi á, gọi là cây thành phẩm á, thì anh em lựa chọn những cái loại phân mà cái tỷ lệ giữa thằng đạm với thằng phốt pho này nó đừng chênh lệch nhau quá. Tại vì khi mà đạm dư á, là cây mai nó sẽ thúc đẩy cây mai nó ra lá nhiều nó dược. Nên nó trong cái phần mà những cái cây mai mà phôi mà trong quá trình mình nuôi tàn á, mà nó thiếu nhánh á, nó chưa mình cần tàn á, thì có thể là mình sử dụng cái loại đạm này nó cao hơn tí để cho nó vươn nhánh. Thì nó có một cái sự khác biệt nhỏ ở đây, mình khi mình chú ý cái tỷ lệ NPK ở đây là mình xài. Thì cái thằng này á, là trong cái clip mà chăm sóc mai vàng tháng 3 đó, là mình có nói rất là chi tiết và rõ về cái cách bón phân, phân hữu cơ bón làm sao, phân vô cơ bón làm sao, thời điểm nào, liều lượng làm sao, tương ứng từng cái chậu, dù chậu 6 mình bón thì như thế nào, rồi chậu 10 bón thế nào, để anh em có thể là vào đó để mà theo dõi ha, chi tiết các cái loại phân để mình bón. Thì cây mai á, là bón phân á, là không nên bón nhiều, mình bón ít mà bón nhiều lần nó tốt hơn là bón một lần mà bón nhiều phân, nó rất là nguy hiểm. Thì đó chính là 6 cái vấn đề mà sao mà nói về phân thuốc tổng hợp lại, mình thấy là nó đầy đủ cho tất cả các anh em mới chơi cũng như là đã chơi, giúp cho cây mai của mình nó là có đầy đủ các cái loại dinh dưỡng cũng như các thành phần trung lượng, vi lượng và các loại thuốc mà phòng ngừa cũng như trị bệnh trong một năm. Thì hy vọng là qua cái clip này sẽ bổ sung thêm nữa, ngoài cái clip là chăm sóc mai tại nhà đó thì nó đơn giản, còn clip này thì nó gọi là nó đầy đủ hơn, dành cho tất cả các anh em nào mà
mình khi mình nắm được về cái căn bản về các loại phân thuốc rồi là mình sử dụng nó rất là ok và chăm sóc cây mai cho nó tốt. Thì cuối cùng cây cảnh đây Việt cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú bác, bà con luôn quan tâm và theo dõi cái kênh cây cảnh đây Việt, và xin chúc là bà con có nhiều sức khỏe và chăm sóc tốt cái cây mai của mình. Cảm ơn.